Chào các bạn, ở bên kia có một cây thanh trà. Các bạn đã từng ăn trái thanh trà hoặc là thấy cây thanh trà lần nào chưa? Bây giờ mình qua đó xem thử nha. Cây thanh trà này nó quá trời sai trái luôn các bạn ơi. Các bạn có thể thấy và mua trái thanh trà này ở cái đoạn mà gần cầu Cần Thơ, từ Vĩnh Long qua cầu Cần Thơ đó các bạn. Trái thanh trà này thì có vào lúc gần Tết hoặc là qua Tết, cũng tùy năm nữa. Trái thanh trà này thì nó nhìn giống giống như trái xoài vậy các bạn, nhưng mà trái xoài thì nó dài, còn thanh trà này thì nó tròn. Chứ ở bên trong thì nó cũng có hột và có sơ y hệt như quả xoài vậy. Trái thanh trà này thì lúc nào nó cũng căng mịn vậy, nhìn rất là thích. Các bạn sờ vô thì nó mịn màng mà nó mát mát nữa, nhìn cầm đã tay lắm các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ bẻ một ít. Mình sẽ bẻ chùm này trước. Đây là những trái thanh trà mà mình vừa bẻ xong. Nhìn rất là ngon các bạn ơi. Mình đã chuẩn bị thêm một chén muối ớt nữa, tại vì thanh trà này nó hơi chua một chút, nên có muối ớt thì ăn rất là ngon. Khi ăn thì các bạn nên lựa những trái mà nó chín, thật là chín, nó căng mọng như thế này thì ăn nó sẽ đỡ chua. Những trái như thế này thì ăn nó chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Còn mà khi các bạn bẻ những cái trái mà còn xanh, nó chua kinh khủng luôn các bạn. Thanh trà mà các bạn mua người ta treo ở ngoài đường thì thường người ta bẻ vào lúc nó cũng còn hơi xanh, để cho trái ít dập hoặc là nó đừng có rụng cuốn đó các bạn, nên ăn nó chua hơn lúc mình hái tại cây. Bây giờ mình sẽ lột lớp vỏ bên ngoài. Lớp vỏ bên ngoài thì nó cũng giống giống như vỏ xoài vậy đó. Các bạn nhìn nó rất là mọng nước luôn. Rất nhiều nước. Mình rất là thích ăn quả này, hoặc là các bạn có thể dầm dưới đường rồi bỏ nước đá vô uống cũng rất là ngon. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Rất là ngon luôn các bạn. Nó hơi chua chua, ngọt ngọt mà nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Đây, mình sẽ chấm thử một miếng muối ớt. Cái hột của nó bên trong thì giống như hột xoài vậy đó các bạn. Nó cũng có sơ sơ như vậy đó. Cái này thì mình bẻ xuống còn nửa cây nên nó hơi the một chút. Đây là cái hộp của nó. Mùi của thanh trà này rất là thơm, rất là thơm.
mình sẽ ăn tiếp quả thứ hai nha. Mình cũng lựa quả chín mà căng mọng. Mời các bạn nha. Rất là ngon, rất là ngon. Đây còn được mấy trái. Cái quả này thì nó nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bẻ thêm một ít để đem vô nhà dầm nước nha các bạn. Dầm dưới đường á.